Và còn về cái status chia sẻ về tiền á, không biết lúc đó là anh có phải thực sự nhắm tới tới cái cô người mẫu đó không Không ạ? hề, không hề. À. À, thì như như mọi người thấy những ngày qua thì anh đã đối diện với một cuộc tổng tấn công từ các fan của Ngọc Trinh, thì không biết là anh có đang ổn không, và không biết là trong những cái comment mà những người fan của Ngọc Trinh nói có cái gì quá khích không anh? Thú thật với em là anh không muốn nhắc đến chuyện này. Đối với anh đây là một cái sự cố mà anh hoàn toàn không mong muốn. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ anh mong muốn tên của mình gắn bó với những nhân vật không liên quan cuộc đời của anh. Mà nó làm cho anh rất là phiền, bởi vì nó làm cho anh cảm thấy mất thời gian. Thời gian của anh nó rất là quý báu và anh dành để cho làm những cái việc khác có ý nghĩa hơn, kiếm tiền chẳng hạn, hoặc là hưởng thụ cuộc sống. Anh thì từ trước đến giờ anh không muốn dính dáng nhiều đến showbiz. Anh có thể nói anh sống ngoài luồng showbiz. Anh hoạt động trong showbiz với vai trò là một ca sĩ nhưng mà anh không sống chung với nó. Nói thẳng luôn, anh không có sợ ai hết. Anh chưa bao giờ anh sợ bất cứ một thế lực nào, hay là không biết có gọi là tấn công được hay không. Đối với anh nó rất là lẻ tẻ, nó rất là nhạt và nó không có xứng tầm với anh. Nên là gọi là tấn công thì anh nghĩ là hơi 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 quá, những cái comment hơi quá khích một chút xíu, nhưng mà anh đọc thì anh cảm thấy buồn cười là bởi vì các bạn viết sai chính tả nhiều quá. Thật, đi học đi, tại sao lại đi vào nhà người khác chửi người ta mà viết, chửi người ta một câu viết sai chính tả 10 chữ lận, không được. Đi học trước khi chửi người khác, ok, học đi rồi quay lại nói chuyện với tôi. Và còn về cái status chia sẻ về tiền á, không biết lúc đó là anh có phải thực sự nhắm tới tới cái cô người mẫu đó không Không ạ? hề, không hề, À. không hề. Nếu mà mọi người mà có để ý ấy, thì sẽ thấy là bởi vì anh với Kỳ đang bàn với nhau một vài công việc, và trong công việc thì có những sự cố nó xảy ra, và nhiều lúc mình bức xúc thì mình nói chuyện với nhau, mình đang vui thôi. Anh hoàn toàn anh không quan tâm đến, và anh còn không biết đến cái chuyện kia cơ, anh không biết. Và đến khi mà tự nhiên nhận được những cái link báo và mọi người nói với anh là có chuyện này xảy ra, có phải là như vậy không, thì lúc đấy anh mới ngớ người ra, anh bảo mình đâu có nhắc đến tên ai đâu, hoàn toàn không nhắc đến tên ai. Người ta tự chia sẻ một cái link, một bài báo có tên mình, có mặt mình, với cái giọng điệu mỉa mai nhắc khi nhắc đến mình, mà mình hoàn toàn mình không 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 quan tâm đến cuộc sống của người ta. Mà như làm như vậy là rất là dại, không nên làm như thế. Nhấn mạnh lại một lần, không bao giờ dính dáng đến những nhân vật không liên quan đến cuộc đời của anh. Nhưng làm một cái gì đó để tấn công anh thì anh sẽ không ngồi yên mà để nhận được những cái năng lượng tiêu cực như vậy. Đánh manh một thì anh sẽ trả lại cho 10. Nếu mà muốn chửi anh á thì phải chửi lại anh, còn không chửi lại anh thì nên im lặng. Nhưng mà khi mà từ phía bên kia phản hồi á, thì không biết là hai hai bên đã có bao giờ mà nói chuyện trực tiếp với nhau về vấn đề đó cho anh, hay là chỉ là trên mạng xã hội dừng lại ở đó Chỉ thôi? là trên mạng xã hội thôi. Và một một ngày nào đó lỡ như là gặp trong một dự án hay là một chương trình gì đó thì anh có ngại không? Không, tại sao em phải ngại, em có Có nghĩa sai là đâu mà anh ngại. anh có thích không? Hay là Thích thì anh không nhận luôn? anh nghĩ là anh với cô ấy chẳng có lý do gì mà để ở trong cùng một cái chương trình hết. Nên là chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra. Và ở trên mạng những báo chí cũng bắt đầu đưa những cái thông tin gần đây là anh chia sẻ trước đây đã từng nâng đỡ cô người mẫu này trong một cái bài báo hồi xưa đúng không ạ? Cái đợt đấy không biết anh có thể kể lại được không? Thật ra anh chia sẻ điều đó khi anh nhận được cái thông tin là phía bên nhân vật đó đã share link bài báo có tên anh, có hình ảnh của anh cùng với những comment không hay ho cho lắm. Nên lúc đó anh mới lên tiếng. Cá nhân anh á thì anh sẽ cảm thấy rất ngại nếu mà sự nghiệp của anh được ai đó nâng đỡ và có thể nói là thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, mà có một ngày có những lời lẽ không 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 tích cực lắm về người đó, thì anh cá nhân anh, nếu là anh sẽ cảm thấy rất ngại. Anh sẽ không giờ nhắc đến câu chuyện đó, anh sẽ không giờ anh kể câu chuyện đó, bởi vì đối với anh chuyện đó là bình thường. Bạn ấy không phải là người duy nhất mà anh đã từng hỗ trợ. Thật ra những năm vừa rồi thì mọi người thấy là anh không 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 có xuất hiện nhiều, bởi vì cái này là do anh chọn không xuất hiện nhiều.
Trước dịch á, anh có một cuộc sống rất thoải mái. Tức là anh thích thì anh làm, anh không thích thì anh đi chơi. Và anh đi du lịch rất nhiều. Cái đấy là cái mà anh nó làm cho anh cảm thấy cuộc sống này nó thú vị hơn là chỉ ở trong showbiz. Và khi mà anh bị kéo vào trong cái lùm xùm này, mặc dù là anh không phải là người chủ ý, nhưng mà một bộ phận fan của bên phía bên kia lại nói là anh nhân cơ hội này để đánh bóng tên tuổi, thì anh sẽ nói như thế nào nè? Tên tuổi anh trước giờ nó vẫn vậy, em không có gì em phải đánh bóng hết. Nếu mà gọi là đánh bóng thì nên xem lại ai là người cần đánh bóng trong thời gian này. Cá nhân anh không cần. Anh có tiền anh cần anh phải đánh bóng gì? Anh máy cần đánh bóng anh bỏ tiền anh đánh bóng, chứ anh gắn bó với một cái tên mà nó không có ý nghĩa gì với anh hết để làm gì? Những cái người mà hiểu chuyện á thì người ta sẽ nhìn thấy vấn đề. Còn những cái người mà người ta cố tình người ta không hiểu hay người ta không có khả năng hiểu thì chúng ta không cần giải thích và không mất thời gian. Nhưng mà trong giới thì anh đã Thanh Ly là được biết như là một trong những nghệ sĩ là hay thẳng tính, phát ngôn thẳng thắn đúng không ạ? Thì không biết từ trước giờ mình có hay bị mít lòng đồng nghiệp không anh? Anh nghĩ là không. Trong giới có rất nhiều người mà anh rất là tôn trọng và anh có thể nói là cảm phục nữa, bởi vì họ thật sự rất là tài năng và họ có tâm với nghề nghiệp. Cái đó là cái điều mà anh cảm thấy là showbiz này cần. Showbiz Việt cần những người có tài và có tâm và có tầm. Còn những cái mà nó phù phiếm, những cái xa hoa, những cái mà nó chỉ là bề nổi thôi ấy, thì không bao giờ nó lâu được. Và nó đôi khi nó chỉ là trên cái bề nổi nó là như vậy, nhưng mà đào sâu hơn một chút xíu thì nó lại không hẳn là như thế. Nhan sắc, cái vẻ bề ngoài ấy, nó cũng không đủ. Bởi vì là thật sự á, để đẹp nó dễ lắm, có tiền là đẹp được à? Nhưng mà tài năng và trí tuệ thì không phải ai cũng có.